Thị trường iPhone cuối năm, đặc biệt là iPhone cũ ngày càng nhộn nhịp, người người tìm mua cho mình một sản phẩm của Apple để vui Tết. Tuy nhiên, iPhone luôn là một sản phẩm mà nguồn gốc chất lượng của nó thì vẫn khiến nhiều người dùng phải phân vân, cân nhắc mỗi khi đi mua hàng hay việc phải lựa chọn hệ thống uy tín để đặt niềm tin. Qua thực tế, rất nhiều bạn đến tiệm thông minh mua iPhone nói rằng: "Em tìm hiểu thông tin trên mạng, nhiều website thì giá iPhone đẻ rất khác nhau, loạn giá, cùng là một sản phẩm mà chênh lệch lại khá nhiều, không biết là chất lượng như thế nào." Đây thực sự là câu hỏi của rất nhiều người dùng. Nó khiến nhiều người mua hoang mang, mua rẻ thì sợ của ôi, có mua đắt thì lại sợ hớ. Hay cũng có rất nhiều khách hàng khác lần đầu tiên khi mua iPhone tại tiệm thông minh cũng có một câu hỏi rằng: "Tại sao cùng là iPhone mà sao giá của bên anh trên website lại cao hơn các hệ thống khác?" Và cũng có rất nhiều những thắc mắc tương tự như vậy. Nhưng thời gian và chất lượng sản phẩm đã chứng minh tất cả. Hiện iPhone, đặc biệt là iPhone cũ, đang là mặt hàng bán chạy nhất tại tiệm thông minh và được rất nhiều khách hàng yên tâm đặt niềm tin chọn mua. Với phương châm không chạy theo giá rẻ, mà hệ thống tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ bán hàng. Giá iPhone của tiệm thông minh mặc dù có cao hơn một chút so với thị trường, nhưng vẫn được rất nhiều người dùng tin tưởng và chọn mua. Có thể phân tích một vài yếu tố khác biệt khi mua iPhone tại di động thông minh như sau. Thứ nhất, đối với hàng iPhone mới thì luôn được cam kết bán đúng chủng loại, niêm yết rõ ràng và phụ kiện chuẩn đi kèm máy chính hãng. Nhiều nơi thường mập mờ giữa máy chưa bảo hành và máy mới, đăng thông tin chung chung trên website với giá rẻ để thu hút người dùng. Thay thế phụ kiện và linh kiện không zin để giảm giá thành, hấp dẫn người dùng. Đây là điều rất hay gặp phải, đặc biệt là vấn đề thay vỏ và thay màn hình. Vì vậy, lời khuyên cho các bạn đó là ngay cả khi mua máy bóc siêu máy mới thì vẫn phải kiểm tra phụ kiện và thân máy, yêu cầu nơi bán cam kết phụ kiện zin chuẩn, máy nguyên bản 100%. Thứ hai, đối với hàng iPhone qua sử dụng ở tiệm thông minh thì đây chính là điều khác biệt nhất kể cả với iPhone quốc tế và iPhone lắp. Đầu tiên sẽ là hình thức khác biệt. Cùng là hàng cũ nhưng chỉ cần có nhiều xước sát, móc méo thì sẽ rẻ hơn hàng đẹp line new từ 200 đến 400 nghìn. Hình thức bên ngoài phản ánh chất lượng bên trong máy một phần. Tiếp theo đó là hệ thống chỉ cam kết bán máy zin. Đối với nhiều khách hàng mua máy cũ nhưng lại ham mua hàng đẹp, quá đẹp mà không để ý kỹ, dễ mua phải hàng thay vỏ. Hàng thay vỏ thì hay gặp lỗi vặt và đặc biệt là chất lượng vỏ thay không thể bằng vỏ zin. Hay gặp một số vấn đề như là kẹp phím nguồn, lỏng volume hoặc là phím home thấp. Hệ thống cam kết bán máy tất cả đều là màn hình zin. Khách hàng có thể gặp nhiều máy màn hình lô được ép lại mặt kính, nhưng chất lượng hiển thị sẽ giảm dần theo thời gian, hay dễ hỏng hóc phải thay màn hình sau một thời gian sử dụng. Tiếp theo đó là máy được kiểm tra chất lượng khắt khe trước khi bán ra. Di động thông minh tự tin với đội ngũ test hàng chuyên nghiệp và cẩn thận để loại bỏ tất cả những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Với tiêu chí chỉ bán iPhone zin, không chạy theo giá rẻ lợi nhuận mà luôn theo đuổi tiêu chí, tự chất lượng sản phẩm sẽ tìm đến những khách hàng hiểu biết. Và cuối cùng, đó là hệ thống sẽ tặng kèm phụ kiện chính hãng. Phụ kiện với sản phẩm cũ được bán ở tiệm thông minh là khác biệt rõ ràng. Đối với các bên thì đa số không bán phụ kiện, người dùng sẽ phải bỏ ra từ 200 đến 300 nghìn để sở hữu một bộ phụ kiện fake. Thì ở tiệm thông minh sẽ được tặng kèm sạc cáp Pisen chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 1 năm do hãng Pisen liên kết hỗ trợ. Với bộ phụ kiện này thì sẽ đảm bảo chất lượng dòng da chuẩn, đảm bảo tuổi thọ pin cho máy và đặc biệt là an toàn cho người dùng. Và thứ ba đó là khác biệt đến từ chế độ bảo hành ở tiệm thông minh. Khi các bạn mua hàng sẽ được bảo hành 12 tháng với máy mới, 6 tháng với máy cũ, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất. Điều khác biệt đó là hệ thống còn bảo hành với cả lỗi mất email, xanh màn hình và lỗi ổ cứng. Lưu ý nhiều nơi viện cớ mất email không xác định được máy có mua tại cửa hay không và sẽ từ chối bảo hành. Ngoài ra thì tiệm thông minh sẽ bảo hành với cả máy xước sát ngoại trừ việc móc méo và thấm nước, hay là việc hỗ trợ thay mặt kính, thay màn hình iPhone với giá cực rẻ. Chất lượng do di động thông minh sở hữu phòng ép kính chân không hiện đại. Trong trường hợp máy của bạn bị mất bảo hành do rơi vỡ thấm nước thì vẫn sẽ được hỗ trợ sửa chữa với chi phí thấp nhất. Và cuối cùng là tiệm thông minh sẽ hỗ trợ các bạn mua sạc cáp tai nghe iPhone chính hãng với giá cực tốt. Như vậy, trên đây là những yếu tố khác biệt khi các bạn mua iPhone tại tiệm thông minh, với tiêu chí luôn dẫn đầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ bảo hành. Mặc dù mức giá có cao hơn so với thị trường, song vẫn luôn được người dùng tin tưởng và lựa chọn. Để trải nghiệm các sản phẩm iPhone hay là iPad, các bạn có thể qua những hệ thống showroom của tiệm thông minh trên toàn quốc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.